tàu hộ tống tên lửa mới sẽ được giao sớm. Next Digital muốn bán ấn bản trực tuyến của Apple Daily Đài Loan. Chuyên gia phải chấm dứt chế độ diệt chủng của Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi phần 1 mục tin Đài Loan ngày 1 tháng 7 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Một nguồn tin quân sự ngày 30 tháng 6 cho biết, Tháp Giang, phiên bản nâng cấp của tàu hộ tống tên lửa lớp Đà Giang của Hải quân Đài Loan, sẽ được chuyển giao trong tháng này, trước một tháng so với kế hoạch. Nguồn tin cho biết tàu Tháp Giang nặng 685 tấn và là tàu đầu tiên trong loạt tàu hiệu suất cao được lên kế hoạch theo mô hình Đà Giang. Ngoài ra, Hải quân sẽ đánh giá trong vài ngày tới trước khi tiếp nhận con tàu. Tàu Tháp Giang nặng hơn tàu phiên bản trước vì vũ khí phòng không được bổ sung vào theo yêu cầu của hải quân. Nguồn tin cho biết, tàu hộ tống tên lửa dẫn đường được trang bị hai hệ thống phóng tên lửa phòng không Skyguard 2 8 nòng thay vì hai ống 6 nòng như báo chí đưa tin. Các vũ khí trang bị khác còn có tên lửa chống hạm Bravo Win 2 và Bravo Win 3. Vì trọng tải, thiết bị và hệ thống của Tháp Giang đã được tăng cường đáng kể so với thiết kế ban đầu của Đà Giang, các tàu hộ tống tên lửa dự kiến có thể được chỉ định là dòng Tháp Giang thay vì dòng Đà Giang. Theo một tuyên bố từ công ty mẹ Next Digital, hôm 29 tháng 6 đang tìm kiếm người mua tiềm năng cho phiên bản trực tuyến do hoạt động không thành công. Động thái bán ấn bản trực tuyến của Next Digital tại Đài Loan diễn ra tại một tháng sau khi dừng phiên bản báo giấy của Apple Daily Đài Loan và chưa đầy một tuần sau khi Apple Daily Hồng Kông buộc phải đóng cửa do áp lực từ chính quyền. Trước đó, để đối phó với tình trạng hoạt động thua lỗ dài dẳng, Tờ báo ở Đài Loan đã chấm dứt phiên bản báo giấy và cắt giảm 300 nhân viên vào giữa tháng 5. Khoảng 500 nhân viên vẫn còn để phục vụ việc xuất bản trực tuyến. Apple Daily được thành lập bởi ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai Lê Chí Anh. Ông đang phải ngồi tù theo luật an ninh hà khắc của Bắc Kinh áp lên Hồng Kông. Vào ngày 17 tháng 6, hơn 500 sĩ quan của cảnh sát Hồng Kông đã đột kích vào văn phòng của Apple Daily và nơi ở của các nhân vật cấp cao của tờ báo, bắt giữ 5 người, vào ngày 18 tháng 6, cựu phóng viên của Apple Daily cũng bị bắt tại sân bay Hồng Kông trong khi đang cố gắng rời khỏi thành phố. Ông Joseph Bosco, cựu giám đốc các vấn đề Trung Quốc trong văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và là thành viên của Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ Đài Loan, thành viên của Ủy ban Cố vấn của Viện Đài Loan Toàn cầu, đã có bài viết trên tờ Thời báo Đài Bắc, cho biết thế giới phải chấm dứt chế độ diệt chủng của Trung Quốc. Sau đây là bài viết của ông Bosco sau khi các cuộc tàn sát khủng khiếp do Đức Quốc xã thực hiện được phơi bày rõ ràng với cả những người phủ nhận cố chấp nhất vào những năm 1940 và 1950, cộng đồng quốc tế đã tạo ra một loạt các thể chế, quy tắc pháp lý và quy định đạo đức để tôn thờ một mệnh lệnh quan trọng, không bao giờ cho phép lặp lại chế độ diệt chủng. Liên Hợp Quốc, theo hiến trương của mình, sẽ bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách điều chỉnh cách các quốc gia đối xử với nhau. Nó nghiêm cấm việc sử dụng vũ lực trừ khi tự vệ cá nhân, tập thể hoặc khi được hội đồng bảo an liên hợp quốc cho phép, tư ngôn thế giới về quyền con người, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và công ước diệt chủng sẽ đặt ra các tiêu chuẩn về các cách nhìn chính phủ đối xử với công dân của họ và các nhóm dân cư lân cận, tất cả đều nhằm tránh những vụ lạm dụng trong nước và quốc tế tồi tệ nhất sau thế chiến thứ hai. Nhưng những khát vọng cao đẹp này không ngăn cản được những tội ác do triều đại khủng bố mới của đảng cộng sản Trung Quốc gây ra sau nội chiến Trung Quốc dẫn đến cái chết của khoảng 60 triệu người Trung Quốc, cũng như không có lý do nào có thể ngăn chặn sự phẫn nộ của con người trước tội ác gây ra bởi Khmer Đỏ ở Campuchia, chế độ solobodas Milošević liên minh với Trung Quốc ở Serbia, kẻ sát hại Tổng thống Syria Bashar al-Assad do Nga hỗ trợ hay triều đại Kim Jong-un được Trung Quốc và Nga bảo vệ ở Triều Tiên. Tất cả những thảm họa nhân đạo này, cũng như những thảm họa ở Rwanda và Myanmar đã nhiều lần chế nhạo lời hứa nhiệt thành của thế giới là không bao giờ cho phép lặp lại chế độ diệt chủng và đã khiến thế giới dung thứ cho những hành động tàn bạo như vậy. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, các can thiệp nhân đạo đã xảy ra trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh đã tạo ra một tình trạng hỗn loạn. Có thể cho rằng những kết quả không mấy tốt đẹp ở Iran, Iraq và Libya đã được cân bằng về mặt đạo đức bởi các hoạt động cứu hộ vùng Balkan. Tuy nhiên, hành động can thiệp quân sự của NATO vào Kosovo bị nhiều người chỉ trích là vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc vì nó không được Hội đồng Bảo an thông qua do vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Nga. Sau khi vật lộn trong nhiều năm với những khó khăn về luật pháp và đạo đức do những tình huống như vậy đưa ra, tư cách thành viên đầy đủ của các đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra quyết định vào năm 2005 rằng cộng đồng quốc tế không còn có thể dung thứ cho những hành vi vi phạm nhân quyền đặc biệt nghiêm trọng của các chính phủ chống lại chính người dân của họ. Sự tê liệt đạo đức phải được khắc phục, nhưng để được các quốc gia trên thế giới chấp nhận, các hành động vô nhân đạo cần có sự trừng phạt của luật pháp quốc tế. Liên Hợp Quốc đã thông qua học thuyết về trách nhiệm bảo vệ và cho biết nó thể hiện một cam kết chính trị nhằm chấm dứt các hình thức bạo lực và ngược đãi tồi tệ nhất. Các quốc gia thành viên của Đại hội đồng tuyên bố rằng, theo học thuyết quốc tế mới được biết đến một cách thông tục là R2P, chúng tôi chuẩn bị hành động tập thể, kịp thời và dứt khoát, bao gồm cả cho phép sử dụng vũ lực nên các phương tiện hòa bình là không đủ và các nhà chức trách quốc gia rõ ràng đã không bảo vệ được cộng đồng dân cư của họ khỏi nạn diệt chủng, tội ác chiến tranh, thanh lọc sắc tộc và tội ác chống lại loài người. Trường hợp đương thời rõ ràng nhất trên thế giới về tội ác chống lại loài người là sự ngược đãi dã man của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo hồi ở Tân Cương. Nó dựa trên hoạt động của các trại tập trung khổng lồ, nơi hơn một triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bị giam giữ, tra tấn, đánh đập và tẩy não không ngừng để xóa bỏ đức tin hồi giáo và văn hóa hồi giáo. Chính phủ Mỹ dưới thời tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Trung Quốc phạm tội ác diệt chủng. Tổ chức ân xá quốc tế đã mô tả tình huống này như một cảnh địa ngục loạn lạc. Tổ chức theo dõi nhân quyền vừa công bố một báo cáo dài 53 trang có tựa đề Phá vỡ dòng dõi của họ, phá vỡ cội nguồn của họ, tội ác của Trung Quốc chống lại loài người nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo, thuộc kích khác. Báo cáo viết, cần có hành động phối hợp quốc tế để xử phạt những người có trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm giải trình và thúc ép chính phủ Trung Quốc đi ngược lại hướng đang đi. Cho đến nay, tất cả các cam kết hòa bình đều tỏ ra hoàn toàn không đủ và chính quyền Trung Quốc rõ ràng đã thất bại trong việc bảo vệ dân số của họ như R2P yêu cầu. Việc sử dụng vũ lực chống lại Trung Quốc có lẽ là do Mỹ dẫn đầu, rõ ràng là không cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cộng đồng quốc tế bất lực để làm nhiều hơn là đưa ra lời kêu gọi đạo đức đối với những người tốt hơn của chế độ Trung Quốc. Sự xấu hổ của công chúng Trung Quốc chắc chắn cũng phải được nhân rộng. Đầu tiên, Trung Quốc phải bị từ chối những lợi ích tài chính và quảng bá của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới bằng cách hủy bỏ hoàn toàn hoặc bởi tẩy chay kinh tế và ngoại giao, như Thượng nghị sĩ Mitt Macroni đề xuất. Ủy ban Olympic Quốc tế và cộng đồng thế giới cần nhớ lại lịch sử Thế vận hội 2008 đã được trao cho Trung Quốc để đáp lại lời hứa của họ về quyền tiếp cận báo chí thế giới, một điều kiện đã bị vi phạm một cách nhanh chóng và trắng trợn sau đó. Thế giới thậm chí còn bị ảnh hưởng sâu sắc hơn bởi sự hấp dẫn kinh tế của thị trường khổng lồ Trung Quốc và nguồn cung lao động rẻ hơn so với vài thập kỷ trước đó do đó đòn bẩy kinh tế của trung quốc so với các nước khác đã tăng lên đáng kể thế giới phải đối đầu hoặc bị cầm tù vĩnh viễn tuy nhiên do sức mạnh kinh tế quân sự và ngoại giao của trung quốc những thứ vốn được tạo điều kiện thuận lợi bởi các chính sách sai lầm của phương tây giờ đây cần có sự lãnh đạo khôn ngoan và can đảm và cẩn trọng để đưa ra một giải pháp cho vấn đề sẽ không dễ dàng để đạt được điều đó nhưng mục tiêu cuối cùng phải là cải cách chính trị ở trung quốc như cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon đã nói nửa thế kỷ trước, Trung Quốc phải thay đổi nếu không thế giới sẽ đối mặt với mối nguy hiểm chưa từng có. Thay vào đó, chúng ta đã tuân theo các chính sách từng năm, từng bước gia tăng mối đe dọa. Giờ đây, các lựa chọn khó khăn và đau đớn hơn nhiều, nhưng việc tiếp tục trốn tránh thực tế về bản chất của chế độ đó sẽ chỉ khiến chúng ta chìm sâu hơn vào hố sâu nguy hiểm, khi triển vọng cho một giải pháp hòa bình giảm đi. Điều 6 của công ước về diệt chủng yêu cầu xét xử những kẻ bị buộc tội diệt chủng. Tại tòa án nơi tội ác xảy ra hoặc tại tòa án hình sự quốc tế, Trung Quốc chắc chắn sẽ không tham gia vào một thủ tục như vậy. Vì vậy, Mỹ và các nước khác phải can đảm để bắt đầu dàn xếp cho một tòa án như vậy. Công ước diệt chủng và học thuyết trách nhiệm bảo vệ đưa ra những giải pháp thay thế đau đớn nhất là đưa chính phủ Trung Quốc đã đưa ra trước cộng đồng quốc tế. Phần 1 Mục tin eo biển Đài Loan của DKTV TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.